Và để lối tiếp với những chiến thắng đang ăn thông thì sau mỗi một giờ quay tôi lại tiếp tục lên đây để đi phân tích một số những các đường cầu đang có những biên độ ăn thông 4 đến 5 ngày để thân tạng gửi đến cho anh chị em chúng ta chơi trong buổi chiều của ngày hôm sau. Và trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 3 năm 2024 và đây là những các con số mà đã mang về chiến thắng cho anh chị em chúng ta ở trên đường cầu kín Zalo Đầu tiên tôi có chốt cho anh chị em chơi ngày 27 tháng 3 đó chính là con lô tô 86 Con lô tô 86 thì ngày hôm nay anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây hai nháy lô tô, nháy đầu tiên nằm ở giải 3.5 Nháy thứ hai nằm ở giải 4.3 Xin chúc mừng với tất cả anh chị em Và tiếp theo tôi có chốt cho anh chị em chơi đó chính là dàn đề đặc biệt 9559 4554 4004 Thì với giải đặc biệt của ngày hôm nay anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây Đó chính là con đề 45 Con đề 40 năm này thì nằm ở trong cái được cầu đó chính là được cầu bộ đề 04 Xin chúc mừng với tất cả anh chị em như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có chiến thắng tương bừng rực rỡ ở trên đường cầu kín zalo rồi phải không ạ à? ở đây bạn bình tuyết có bảo với tôi rằng đặc biệt nay anh thích con lào hơn và tôi có bảo với bạn bốn anh thích nhất tỷ lệ lỗ cao hơn những con khác thì ngày hôm nay anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đó chính là con đề bốn năm rồi phải không ạ à? bạn bình tuyết có bảo với tôi rằng vâng vậy em vào bốn nhiều hơn một chút thì ngày hôm nay bạn đã có chiến thắng tương bừng rực rỡ rồi và tiếp theo đó chính là ở trên được cầu video thì thì ngày hôm nay tôi có chốt cho anh chị em chơi đó chính là con lô tô rơi 28 và 81. Thì ngày hôm nay anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây. Đó chính là con lô tô rơi 28 làm ở cái giải đó chính là giải 3.3 phải không ạ? Và tiếp theo tôi có chốt cho anh chị em chơi đó chính là con lô tô kép 66 và 55. Thì anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây. Đó chính là con lô tô kép 55 và trên đường cầu xuyên quay 4 tôi có chốt cho anh chị em chơi đó chính là 2881 66 và 50 năm Thì ngày hôm nay anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây Đó chính là 50 năm và 88 Chúng ta đánh bốn mà chiến thắng 3 Ở trên được cầu xuyên quay Thì chúng ta vẫn là có lời, vẫn là có lãi rồi phải không ạ à? Và để trước khi đi vào phân tích Thì anh chị em chúng ta cùng nhau đi vào Mấy cả kênh của tôi Anh chị em chúng ta cùng bấm vào tìm đó chính là Minh Phúc 89 Đây đó chính là giao điệu chính kênh của tôi Anh chị em nhá Chúng ta hãy bấm vào kênh này Và anh chị em chúng ta hãy bấm vào nút đăng ký kênh Để làm gì ạ à? Để khi mà tôi đưa ra những video để phân tích về những các đường cầu thì anh chị em chúng ta sẽ là người đầu tiên được đón nhận video đó và đừng quên để lại cho tôi xin một lượt thích và một lượt đăng ký kênh đó chính là động lực để hàng ngày tôi lại tiếp tục ra những các video mới còn anh chị em nào mà thích chơi lô tô lộ lô tô hàng từ hội đồng báo về thì cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0979094894 để tôi sẽ chốt cho anh chị em chúng ta những con lô tô lộ lô tô hàng để chơi cho ngày mai anh chị em nhé và bây giờ tôi sẽ đi vào phân tích ở trên được cầu video này với đường cầu đầu tiên đó chính là đường cầu bạch thủ lô, tôi đưa ra tỷ lệ chiến thắng chỉ đạt từ 70 đến 85% để cho anh chị em chúng ta cùng nhau tham khảo và tôi sẽ lấy từ ngày 25 tháng 3 để cho anh chị em chúng ta kiểm chứng. Với con số đầu tiên tôi lấy đến ở đây đó chính là con số hàng trăm, năm ở giải nhất chúng ta được, đó chính là con số 7. Tiếp theo tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng chục nghìn, năm ở giải 3.4 chúng ta được, đó chính là con số 9. Cuối cùng tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng đơn vị, năm ở giải 3.6 chúng ta được đó chính là con số 2 Và bây giờ thì tôi sẽ đi liên kết lại với nhau Để tạo ra được cái đường cầu đó chính là đường cầu màu đỏ phải không ạ Và tôi có đánh dấu ở đây đó chính là đường cầu số 1 Như vậy là đường cầu số 1 này của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi Thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào với cả đường cầu thứ hai Đường cầu màu xanh Ở à, đường cầu màu xanh tôi sẽ lấy đến đó chính là con số 100 Nằm ở giải nhất chúng ta được đó chính là con số 7 Tiếp theo tôi sẽ lấy đến đó chính là con số 1000 Nằm ở giải 5.5 chúng ta được đó chính là con số 5 Cuối cùng tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng đơn vị nằm ở giải 5.5 chúng ta được đó chính là con số 0. Và bây giờ thì tôi lại tiếp tục đi liên kết lại với nhau để tạo ra được cái đường cầu đó chính là đường cầu màu xanh đường cầu số 2 phải không ạ? Và cả hai đường cầu này của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi. Thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi tìm đó chính là con bạch thủ lô để chơi cho cái ngày đó chính là cái ngày 26 tháng 3 năm 2024 phải không ạ? Đầu tiên ở đây thì tôi sẽ đi cộng tổng của ấy được cầu đó chính là đường cầu số 1 được cầu màu đỏ thì anh chị em chúng ta có ở đây đó chính là Tôi có 7 cộng với 9 cộng với 2 thì bằng 18 phải không ạ? Anh chị em chúng ta sẽ lấy cho tôi, đó chính là con số hàng đơn vị là con số 8. Và tiếp theo tôi sẽ đi cộng tổng của ấy được cầu thứ hai đường cầu màu xanh. Tôi có 7 cộng với 5 cộng với 0 thì bằng 12. Tôi sẽ lấy con số hàng đơn vị đó chính là con số 2. Như vậy là Bạch Thủ Lô 82 để chơi cho ngày 26 tháng 3. Trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày 26 tháng 3. Về con lô tô 82 anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây, đó chính là ở à, giải 7 1 xin chúc mừng với tất cả anh chị em Chúng ta đã có chiến thắng của ngày 26 tháng 3 Và để kiểm chứng ngày tiếp theo Đó chính là ngày 27 tháng 3 Năm 2024 Anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi Đó chính là con bạch thủ lô Ở đây tôi có 0 cộng 6 cộng với 1 thì bằng 7 Tiếp theo tôi có 0 cộng với 4 cộng với 5 Thì bằng 9 phải không ạ Như vậy là bạch thủ lô 79 Để chơi cho ngày 27 tháng 3 Trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả Của ngày 27 tháng 3 Về con lô tô 79 thì anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đó chính là ở à, cái giải 4.2 xin chúc mừng với tất cả anh chị em và rực rỡ nữa đó chính là ở giải 5.3 anh đồng đã giả về cho chúng ta thêm một nháy nô tô 79 nữa như vậy là ở ngày 27 tháng 3 chúng ta đã có được niềm vui nhân đôi khi mà anh đồng đã giả về cho chúng ta hai nháy nô tô và để chơi cho ngày tiếp theo đó chính là ngày mai ngày 28 tháng 3 năm 2024 anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là con bạch thủ lô ở đây tôi có 3 cộng 9 cộng với 9 bằng 21 tôi sẽ lấy con số hàng đơn vị đó chính là con số 1 tiếp theo tôi có 3 cộng với 8 cộng với 6 thì bằng 17 tôi sẽ lấy con số hàng đơn vị, đó chính là con số 7. Như vậy là bạch thủ lô 17 và song thủ lô thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là con 12 và 21 anh chị em nhá. Như vậy là ở được cầu bạch thủ và được cầu song thủ thì tôi đều đã đưa ra phân tích cũng như nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai. Anh chị em nào chung cầu kết số thì chúng ta cùng nhau chơi. Không chung cầu không kết số chúng ta lên dừng lại ở mức độ tham khảo. Và tôi cũng nói luôn là ở trên được cầu video tôi đưa ra tỷ lệ chiến thắng chỉ đạt từ 70 trên 85% mà thôi Nên là anh chị em chúng ta chơi vui văn nghệ thu nước thì được Không nên chơi to, không nên chơi lớn làm gì Còn ai đứa muốn được chơi to, chơi lớn, lô tô lộ, lô tô hàng Thì cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của tôi ở bên trên màn hình này Và tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào phân tích Đó chính là ở được cầu lô tô rơi Lô tô rơi thì ngày mai anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi ở đây Đó chính là con lô tô rơi 56 Ở được cầu gần đây nhất anh Đồng đã giả về cho chúng ta hai ngày liên tiếp tổng là bà ba nháy nô tô ngày mai thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi tiếp theo anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi thêm một con lô tô rơi nữa con lô tô rơi nữa mà tôi muốn nhắm đến để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai thì chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là con lô tô rơi 79 con lô tô rơi 79 này thì anh chị em chúng ta có thể nhìn thấy ở à, những các đường cầu gần đây nhất thì anh đồng đã giả về cho chúng ta rất là nhiều ngày rồi phải không ạ và tiếp theo đó chính là ở à, được cầu lô tô kép lô tô kép thì ngày mai anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi ở đây đó chính là cái cái con lô tô kép 22 con lô tô kép 22 đang có biên độ hai ngày chưa ra ngày mai là ngày thứ ba thì chúng ta có thể vào tiền được phải không ạ tiếp theo anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi thêm một con lô tô kép nữa đó chính là con lô tô kép 77 con lô tô kép 77 này thì cũng đang có biên độ đó chính là hai ngày chưa ra ngày mai là ngày thứ ba thì chúng ta sẽ chơi cho tôi ở à, được cầu xin quay anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi 56 79 22 và 77 phải không ạ như vậy là ở những các được cầu về lô thì tôi đều đã đưa ra ra phân tích cũng như là nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai rồi và tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào phân tích đó chính là ở được cầu gian đề ở được cầu gian đe này thì tôi sẽ lấy đó chính là ở bảng thống kê đặc biệt theo tuần và tôi sẽ lấy từ tháng 1 đổ lại anh chị em nhé và với con số đầu tiên mà tôi lấy đến ở đây thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi lấy đến đó chính là từ ngày 25 tháng 3 cho đến cái ngày đó chính là ngày 28 tháng 3 để chúng ta cùng nhau kiểm chứng phải không ạ như vậy là ở được cầu màu xanh này là đường cầu để cho anh chị em chúng ta kiểm chứng từ ngày 1 của chúng ta đã được hình thành ở đây thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào với cả đường cầu thứ hai đường cầu màu đỏ ở à, đường cầu màu đỏ này thì tôi sẽ lấy đến đó chính là từ ngày mùng năm tháng ba cho đến cái ngày đó chính là ngày mùng bảy tháng ba ở à, đây thì tôi sẽ lấy đến đó chính là hai con số cuối cùng nằm ở giải đặc biệt gồm con số hàng chục và con số hàng đơn vị như vậy là ở à, đường cầu màu đỏ này của chúng ta đã được hình thành rồi phải không ạ tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào với cả đường cầu thứ hai đó chính là đường cầu màu xanh À được cầu màu xanh này tôi sẽ lấy đến đó chính là từ ngày 22 tháng 2 cho đến cái ngày đó chính là ngày 22 tháng 5 Ở à đây thì tôi sẽ lấy đến đó chính là hai con số đầu tiên nằm ba con số đầu tiên nằm ở giải đặc biệt phải không ạ Đó chính là con số hàng chục nghìn, con số hàng nghìn và con số hàng trăm Như vậy là cả hai được cầu này của chúng ta đã được hình thành ở đây Thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi kiểm chứng ở cái ngày đầu tiên Đó chính là ngày 25 tháng 3 Tôi sẽ lấy từ ngày 22 tháng 2 để đi ghép với cả ngày mùng 5 tháng 3 uh <laughs> thì chúng ta sẽ có những các con đề để chơi như sau. Đầu tiên ở đây chúng ta có đó chính là con số 2 để đi gấp với cả ngày 22 tháng 2. Chúng ta sẽ có 2882, 22 và 77. Tiếp theo chúng ta có 2442. Ở à đây chúng ta tiếp tục có con số 2 nữa thì chúng ta trùng nập nhau. Anh chị em chúng ta sẽ lấy cho tôi bóng của con số 2. Đó chính là con số 7. Chúng ta có 7887, 7227 và chúng ta có đó chính là 7447 phải không ạ? Như vậy là ở à, cái được cầu dàn đèn này tôi đã đưa ra phân tích cũng nhảy nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi trong ngày 25 tháng 3 à, Ngày 25 tháng 3 với giải đặc biệt anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây Đó chính là con đề đặc biệt 42 và đề đặc biệt 42 này thì nằm ở trong cái được cầu gian đề Mà tôi đã đưa ra phân tích cũng là nhận định để cho anh chị em chúng ta chờ ở đây rồi Và để đi kiểm chứng ngày tiếp theo đó chính là ngày 26 tháng 3 Tôi sẽ lấy từ ngày 23 tháng 2 để đi ghép với cả ngày đó chính là ngày mùng 6 tháng 3 Thì chúng ta sẽ có những các con đề để chơi như sau Đầu tiên ở đây chúng ta có đó chính là 3113 3663 và 3003. Tiếp theo chúng ta có đó chính là 9119, 9669 và 9009 phải không ạ? Như vậy là ở cái được cầu dàn đề này, tôi đã đưa ra phân tích cũng như nhà nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày 26 tháng 3. Ngày 26 tháng 3 với giải đặc biệt anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây, đó chính là con đề đặc biệt 19 phải không ạ? Con đề đặc biệt 19 này thì lại tiếp tục nằm ở trong cái được cầu dàn đề mà tôi đã đưa ra phân tích cũng như nhà nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi ở đây rồi. Và để đi kiểm Chứng ngày tiếp theo đó chính là ngày 27 tháng 3. Tôi sẽ lấy từ ngày đó chính là ngày 24 tháng 2 để đi gáp với cả ngày mùng 7 tháng 3 thì chúng ta sẽ có những con đề để chơi như sau: 4554 4774 4334. Tiếp theo chúng ta có đó chính là 7557. 77 và 22 Chúng ta có đó chính là con đề 7337 Như vậy là ở cái đường cầu gian đề này Tôi đã đưa ra phân tích cũng nhà nhận định Để cho anh chị em chúng ta chơi trong ngày 27 tháng 3 Ngày 27 tháng 3 với giải đặc biệt Anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây Đó chính là con đề 40 năm Con đề 40 năm này thì nằm ở trong cái đường cầu gian đề Mà tôi đã đưa ra phân tích cũng nhà nhận định Để cho anh chị em chúng ta chơi ở đây Xin chúc mừng với tất cả anh chị em Và để chơi cho ngày tiếp theo đó chính là buổi chiều của ngày mai Ngày 28 tháng tháng 3 năm 2024 thì tôi sẽ lấy từ ngày 25 tháng 2 để đi ghép với cả ngày mùng 8 tháng 3 thì đầu tiên ở đây chúng ta sẽ có con đề 0110 0550 và chúng ta có đó chính là 00 và 55 phải không ạ tiếp theo ở đây thì chúng ta có đó chính là 7117 7557 và chúng ta có 7007 như vậy là à, cái được cầu dàn đề này tôi đã đưa ra phân tích cũng nhà nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai ngày 28 tháng 3 anh chị em nào chung cầu kết số chúng ta cùng nhau chơi không trục cầu không kết số chúng ta nên dừng lại ở mức độ tham khảo còn ai muốn được chơi to chơi lớn cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0979094894 tôi sẽ giúp đỡ anh chị em chúng ta có những các con nô tô lộ lô tô hàng từ hội đồng báo về để chơi cho ngày mai anh chị em nhé